Trong video trước, Thạch Hạo đã dẫn theo Hỏa Linh Nhi và Vân Hy trở lại Thạch Thôn. Vui đùa ăn uống no nê xong, bọn họ liền cùng nhau đi tới Thái Cổ Thần Sơn. Sau khi hộ tống tới nơi, Hỏa Linh Nhi cũng phải rời đi, phụ hoàng triệu nàng quay về Hoàng Quốc. Có lẽ là muốn ly khai hoàng vực. Thạch Hạo hẹn gặp nàng ở thượng giới, Hỏa Linh Nhi nghe vậy liền ngại ngùng. Tuy nhiên nàng cũng không quên cảnh cáo Thạch Hạo không được lén ăn vụng khi nàng không có ở đây. Sau khi Hỏa Linh Nhi rời đi, Vân Hy liền lên tiếng kêu gọi Thạch Hạo tiếp tục tiến lên. Ngoài những gương mặt quen thuộc ở các tập trước thì lần này còn có Nhị Hầu Tử. Hắn không muốn nói mục đích cho nên lấy lý do giám sát thay cho Hỏa Linh Nhi. Bước lên bậc thang đi thêm một đoạn nữa, bọn họ đừng một đầu rồng hộ tống lên Thiên Nhân Các. Tới nơi, Vân Hy liền lên tiếng tạm thời thiệt thòi cho đám người Thạch Hạo ở đây nghỉ ngơi. Nhìn qua một lượt, Thạch Hạo tạm chấp nhận, nơi này cũng coi như tạm. Lời vừa mới nói xong, Nhị Hầu Tử đã vỗ đầu cho một cái. Thiên Nhân Các này là Thái Cổ Thần Sơn năm đó đặc biệt xây dựng để kén rể, nàng ta an bài cậu ta ở đây đã là có ý đồ rồi. Vừa nói tới đây, một tên tóc vàng là Kim Vân Tiểu xuất hiện, bộ dạng hắn vô cùng kiêu căng, vừa mới xuất hiện đã lên tiếng mỉa mai. Vân Hy sắp gả vào tộc hắn, hy vọng Thạch Hạo tốt nhất tránh xa nàng ra, nếu không đừng trách hắn không khách sáo. Thạch Hạo nghe vậy liền nói nhỏ với Vân Hy, con rể nhà nàng chọn, trông chẳng ra sao cả. Hành động thân mật và mỉa mai này làm cho hắn tức giận, càng phẫn nộ hơn là nàng ta lại lên tiếng giải thích cho Thạch Hạo, đồng thời chỉ trích hắn. Hắn liền cho rằng nàng vì tiểu tử này mà đổi ý hôn sự. Vân Hy nhanh chóng giải thích, nàng và Kim Bằng tộc bọn hắn không liên quan gì tới nhau. Nhị Hầu Tử cũng chỉ do Kim Vân Tiêu cũng nhận ra con gà này. Đang tức giận thì thôi, do lại nhìn thấy bạn cũ dường như giữa bọn họ cũng có ân oán, cho nên hắn lập tức muốn hạ hòa bằng cách tấn công Nhị Hầu Tử. Nhị Hầu Tử nhanh chóng tung chiêu ngăn cản, sau đó quay lại mắng chửi, Kim Bằng tộc quả như là thiếu giáo dưỡng nhất. Lời này càng chọc tức Kim Vân Tiêu, hắn lần nữa hội tụ công lực ngàn năm, triệu hoán ra một món bảo cụ. Nhị Hầu Tử thấy vậy vẫn không hoảng sợ, thậm chí còn khoe khoang. Lai lịch của hắn, vạn pháp bất xâm, người làm như vậy dọa được ai hả? Nói hùng hồ là như vậy, nhưng sau khi bảo cụ sắp đánh tới, Nhị Hầu Tử đành phải bộc lộ rõ bộ mặt thật. Hắn nhanh chóng quay người định bỏ chạy, cũng may Thạch Hạo kịp thời giải cứu. Sự can thiệp của cậu làm Kim Vân Tiêu khó chịu, nếu đã muốn xen vào, vậy thì xử lý tên tiểu tử này luôn. Đáng tiếc là công kích của Kim Vân Tiêu không thể nào xuyên qua được phòng ngự của Thạch Hạo. Không chịu bỏ cuộc, hắn lần nữa muốn tấn công vậy nhưng bị uy lực của cậu đẩy lùi. Sau đó cậu còn chủ động khiêu khích, không phục thì đánh tiếp. Tuy nhiên hai người còn chưa kịp làm gì thì tổ phụ của Vân Hy là Vân Thường Hải đã xuất hiện ngăn cản. Cậy thế có trường bối, Kim Vân Tiêu nhanh chóng mách lẻo với Vân Thường Hải. Ngày hôm nay nhất định không thể tha cho tên cậu ta khổng cầu kỳ, ám chỉ Nhị Hầu Tử. Tuy nhiên Vân Thường Hải lại có suy nghĩ khác. Lần này nể mặt Thạch Hạo cho nên lão không chấp nhận chuyện sửa nữa. Lão nhanh chóng hỏi thăm trước gang tay. Thạch Hạo cảm thấy chuyện này không vội được, trận pháp còn chưa sửa xong mà. Tên Kim Vân Tiêu nghe vậy lần nữa chỉ tay uy hiếp, đồng thời không quên khoe khoang sửa chữa pháp trận cuối cùng vẫn phải nhờ tới sức mạnh của Kim Bằng tộc. Lão khoe khoang vậy nhưng lại không đúng cách, lời này chẳng khác nào đang ám chỉ rằng chỉ có bọn hắn mới có thể áp chế Thái Cổ Thần Sơn. Tên kia nghe Thạch Hạo nói vậy liền chối cãi, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Lần này tới đây ra ra hắn còn đặc biệt căn dặn hỏi thăm chuyện huynh trưởng của hắn và Vân Hy kết làm đạo lữ, mong rằng Vân Thương Hải cho một câu trả lời chắc chắn. Vân Thương Hải cũng liền lên tiếng, huynh trưởng hắn là Vân Đằng tuổi trẻ tuấn kiệt, sau này có hy vọng thành thần, lão hết sức coi trọng. Lời này làm cho Vân Hy phải sám mặt lại, nàng nhanh chóng nói lảng tránh tới chuyện khác. Hoàng vực đại kiếp vô cùng cấp bách, nên thường thảo làm sao sửa chữa trận pháp mới phải. Kim Vân Tiêu nghe vậy liền khoe khoang, tộc của hắn có trận đồ trong tay, nàng và Vân Đằng bây giờ định ra hôn ước, sửa chữa trận pháp cũng thành chuyện hợp tình hợp lý. Vân Hy định giải thích thêm, vậy nhưng Vân Thương Hải đã ngăn cản, bầu không khí cứ như vậy chuyển sang im lặng. Nhị Hầu Tử nghe bọn họ nói chuyện cảm thấy vô cùng tức giận, mà Thạch Hạo thì lại không cần nói lời nào, cậu chậm rãi đi về phía Vân Hy, sau đó trực tiếp vác nàng ta lên vai. Nàng chính là người mà cậu vác về Thạch Thôn, không thể tái giá cho người khác. Lời này đã khẳng định chắc mình mối quan hệ của bọn họ. Nhị Hầu Tử nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải thốt lên khen ngợi, đúng là đàn ông đích thực. Thoạt nhìn thì bộ dạng hai người đã là một cặp đạo lữ, vậy nhưng thực chất là Thạch Hạo đang cố tình giải vây cho Vân Hy. Chỉ có làm như vậy nàng ta mới không bị ép buộc gả cho người mà mình không thích. Lúc này nghe lời cậu sẽ trả lại găng tay cho nàng. Biến cố xảy ra bất ngờ, Kim Vân Tiêu không còn cách nào khác là cố nén cơn giận. Hắn quay sang phía Vân Thương Hải nói chuyện, hắn sẽ bẩm báo mọi chuyện cho huynh trưởng và ra sao. Lời này hiển nhiên là đang uy hiếp, hy vọng Vân Thương Hải sẽ tìm cách xử lý. Sau khi trả lại bao tay, Vân Thương Hải cũng bắt đầu quá trình khai mở pháp trận. Ngay khi hai trước gặp lại, một cỗ trận pháp truyền tống liên hiện ra. Chuyện tiếp theo cần phải làm chính là tu sửa nó để cho pháp trận hoạt động. Vấn đề này được giao cho Kim Vân Tiêu, lần này là cơ hội để giành lấy uy phong, cộng thêm mấy tên thuộc hạ ở phía sau tầng bốc, cho nên hắn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Hắn lao lên không trung rồi lấy ra một trận đồ pháp trận thái cổ, đáng tiếc là trận đồ này lại thiếu đi một mảnh. Dù là như vậy thì mọi chuyện xảy ra vẫn rất suôn sẻ, khiến cho đám người bên dưới tiếp tục có cái để khen ngợi.
Chín đầu sư tử tỏ ra căng thẳng, bây giờ bò tài đã trả lại, pháp trận cũng sắp sửa xong, tiếp theo sẽ không còn chuyện của bọn họ nữa. Trái ngược với những suy nghĩ này, Nhị Hầu Tử lại vô cùng thản nhiên, bây giờ nói vẫn là quá sớm. Quả đúng là như vậy, pháp trận đột nhiên bất ổn, Vân Thương Hải không thể trơ mắt đứng nhìn cho nên nhanh chóng xuất thủ hỗ trợ. Đáng tiếc kết quả sau cùng vẫn là thất bại. Điều này làm cho Kim Vân Tiêu tức giận, chỉ thiếu một chút nữa là hắn sẽ trở thành người cứu thế cho toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn, Kim Sĩ Bằng Tộc cùng nhiều chủng tộc khác. Ấy vậy mà bây giờ cái nịt cũng không còn. Ra ra hắn từng nói, trận đồ tùy thiếu khuyết và nhung cơ hội thành công vẫn là rất lớn, rốt cuộc tại sao lại thất bại. Sự thất bại này làm đám người bạn nãy đang khen ngợi lập tức quay sang mỉa mày. Bị mất mặt trước đám đông, hắn liền quay sang đổ lỗi cho Vân Thương Hải vì sự ra tay trợ giúp. Vân Thương Hải chẳng biết nói gì thêm, cũng không thèm chấp nhặt với hậu bối. Việc trước mắt cần quan tâm là an nguy của toàn bộ con cháu thiên nhân tộc. Không thể mở pháp trận, bọn họ không thể rời đi được. Đại kiếp lần này một khi xuất hiện, tất cả đều sẽ vẫn lạc, trách móc lẫn nhau thì có ích gì. Chứng kiến điều này, Nhị Hầu Tử quyết định ra tay giúp đỡ, hắn lấy ra mảnh còn thiếu của trận đồ, sau đó hợp lại thành một bản hoàn chỉnh. Vân Thương Hải thấy vậy vô cùng cảm kích, vậy là bọn họ vẫn chưa tới bước đường cùng. Mà Kim Vân Tiêu thì tỏ ra ghen tức. Bởi vì thực lực chưa hồi phục, cho nên Nhị Hầu Tử muốn mượn nhờ pháp lực của Thạch Hạo để mở ra trận pháp. Hai người nhanh chóng bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của hắn, pháp trận lần nữa được khai mở. Kim Vân Tiêu chứng kiến cảnh tượng này liền lên tiếng chỉ trích. Có một số người có tàn quyền còn không lấy ra sớm, phải cho người khác gặp khó mới chịu đem ra làm anh hùng, lòng dạ đúng là đáng chém. Nhị Hầu Tử thẳng thắn đáp trả lại, có một số người tự cho là có bản lĩnh lớn, và nhưng thành sự thì không có, mà bại sự thì có thừa. Chỉ có ngang ngược cản rỡ là giỏi. Lời này nói trúng tim đen, đám người bên dưới lập tức bàn tán xôn xao. Nghe bọn họ đang nói xấu mình, Kim Vân Tiêu không chịu được nữa, hắn lao lên tấn công Nhị Hầu Tử. Thạch Hào nhanh chóng ngăn lại, hai bên giao thủ nhẹ một cái, kết quả là mặt đất nứt vỡ, pháp trận khắc dưới đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thạch Hào động sát tâm, xem ra phải nhanh chóng tiêu diệt hắn mới được. Nói rồi cậu cũng lên tiếng xin lỗi, sau đó nhanh như chớp lao tới tung một đòn kết liễu Kim Vân Tiêu. Lúc này trận pháp đã vô cùng bất ổn, Nhị Hầu Tử nhanh chóng yêu cầu mọi người trợ giúp. Vân Hy, Vân Thường Hải, Chín Đầu Sư Tử và Thạch Hậu lập tức sử dụng pháp lực duy trì, vậy nhưng mọi chuyện càng lúc càng xấu đi. Nhị Hầu Tử nhớ rằng lúc Thạch Hậu ở Dược Đồ có lấy được một khối hoàng cốt, mà khối đó có thể dùng thay thế trụ trận pháp. Tiểu Tháp nghe được cũng lên tiếng nhắc nhở. Đại kiếp sắp tới, cần thu thập nhiều thêm bảo vật hộ thân, không thể lãng phí. Nhớ lại lời nhắc nhở của Liễu Thần, pháp trận có thể giúp toàn bộ người của cả một tộc rời khỏi bát vực. Đại kiếp một khi tới, Thiên Thần Sơn sẽ biến thành nơi nguy hiểm nhất. Mỗi người có một ý kiến riêng, Thạch Hạo vô cùng phân vân. Tuy nhiên, cậu trước đó đã coi Vân Hy là bằng hữu, thấy bọn họ gặp nguy hiểm, cậu không thể nào không quan tâm. Cậu lấy ra khối hoàng cốt rồi đặt vào giữa đống đổ nát, nhờ vậy mà trận pháp truyền tống cuối cùng cũng được hoàn thành. Lần này đúng là mất hơi nhiều sức lực, và nhưng trên mặt Thạch Hạo và Nhị Hầu Tử lại cảm thấy vui sướng. Vân Thương Hải rất cảm kích sự giúp đỡ này. Đột nhiên phía xa xuất hiện động tĩnh, Nhị Hầu Tử cảm ứng được liền ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, một nữ tử xinh đẹp tên là Mộng Lan cũng xuất hiện. Nàng ta là muội muội của Vân Thương Hải, đồng thời cũng là người mà Nhị Hầu Tử yêu thích. Lần nữa gặp lại người mình yêu, hắn chỉ biết há mồm đứng lặng một chỗ. Có lẽ mục đích lần này mà hắn đi theo Thạch Hạo tới đây chính là để gặp nàng ta. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Nếu thấy video bổ ích, vậy đừng quên để lại cho chúng mình xin một like cùng một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.